Thân hùng For Soul đi cùng cảm bóng đá, ghét thân hùng sắm giày chính hãng. Trận đấu giữa Manchester City và Dortmund đã có những diễn biến thuận lợi với những vị khách cho đến tận phút 80, nhưng rốt cuộc bằng đẳng cấp ngôi sao, trong đó có Erling Haaland, đã giúp cho Man City có được điều mình cần. Thực tế đại diện của Đức đã có bàn thắng dẫn trước ngay phút 56 nhờ công của Jude Bellingham, nhưng John Stones và chính người cũ của Dortmund là Erling Haaland đã ghi hai bàn thắng chỉ trong vòng 4 phút, qua đó giúp Man City ngược dòng ngay trên sân nhà Etihad. Tỷ số 2-1 được giữ chỉ đến hồi còi chung cuộc. Man City thắng 2 trận liên tiếp và yên vị ở ngôi đầu bảng. Có thể nói thầy trò Pep Guardiola đã nhận trú rèn bản lĩnh và hoàn toàn tự tin để chinh phục danh hiệu Champions League mùa này. Paris Saint-Germain vẫn đang thể hiện phong độ thăng hoa kể từ đầu mùa. Ở lượt trận đầu tiên, họ đánh bại Juventus với tỷ số 2-1 và tràn đầy tự tin trong chuyến làm khách đến Maccabi Haifa, và không làm các khán giả thất vọng trong chuyến hành quân đến Israel. Tam tấu M&M đã cùng nhau ghi bàn để giúp PSG có màn ngược dòng ấn tượng. Trước đó, Thierry Henry đã ra chân cận thành để mở tỷ số cho đội chủ nhà. Ngược dòng đến bài Maccabi Haifa, PSG giành trọn vẹn 6 điểm sau 2 lượt đấu để vươn lên dẫn đầu bảng H. Trong khi đó, Juventus đang lâm nguy khi họ toàn thua ở cả hai trận đấu. Ở lượt 2 vòng bảng Champions League, Juventus phơi áo trên sân nhà 1-2 trước Benfica. Copenhagen và Sevilla hòa nhau không đều. Real Madrid dễ dàng giành chiến thắng 2-0 trước Leipzig. Chelsea và Salzburg hòa nhau 1 đều. Rangers để thua 0-3 trước Napoli. Shakhtar Donetsk chia điểm trước Celtic. AC Milan giành chiến thắng 3-1 trước Dinamo Zagreb. Nổ súng ở trận PSG thắng Maccabi Haifa, Lionel Messi đã số đổ kỷ lục xé lưới nhiều câu lạc bộ khác nhau nhất của Ronaldo tại đấu trường Champions League. Cụ thể, Messi đã trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn vào lưới 39 câu lạc bộ khác nhau tại đấu trường Champions League. Kỷ lục này trước đó thuộc về Ronaldo với 38 câu lạc bộ khác nhau. Ngoài ra, Messi còn trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử ghi bàn ở 18 mùa giải liên tiếp tại Champions League. Huyền thoại người Argentina đã không ngừng ghi bàn kể từ chiến dịch 2005-2006. Không chỉ ghi bàn, Messi còn có một pha kiến tạo để giúp Mbappé lập công. Tổng cộng, Messi đã có cho mình 5 bàn và 8 kiến tạo sau 10 lần ra sân ở mùa này. Barcelona thông báo vừa gia hạn hợp đồng với Gavi đến mùa hè 2026. Ngoài việc gia hạn với Gavi, đội chủ sân Spotify Camp Nou cũng không quên đính kèm điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 1 tỷ euro. Gavi sẽ trở thành cầu thủ thứ tư của Barcelona có điều khoản giải phóng cao nhất thế giới, bên cạnh Ansu Fati, Pedri và Araujo. Điều khoản giải phóng hợp đồng càng cao đồng nghĩa với sự thừa nhận của câu lạc bộ về tài năng của cầu thủ đó. Gavi là tiền vệ trẻ triển vọng bậc nhất thế giới. Dù mới 18 tuổi, cầu thủ sinh ra tại Sevilla sở hữu lối chơi chững chạc không thua kém những người đàn anh dày dặn kinh nghiệm. Sousa âm thầm trở lại với bóng đá sau một thời gian bị mòn giữa tới sa thải. Theo VG, tờ báo nổi tiếng của Na Uy, những tuần qua, ông đã tham gia công tác huấn luyện của đội U14 Christiansen. Đây là đội bóng mà Eja Sousa, cậu con trai Úc của Ole Gunnar Solskjaer, đang ăn tập. Theo đó, Ole sẽ huấn luyện đội U14 trong 2 hoặc 3 lần mỗi tuần. Cách đây ít ngày, dưới sự dẫn dắt của Solskjaer, đội bóng này đã đánh bại U14 của Birmingham. Gần một năm qua, Solskjaer thường xuyên đến sân cổ vũ cho 3 người con của mình là Neubat, Kana và Elijah. Giai đoạn cuối mùa trước, huấn luyện viên người Na Uy nhiều lần xuất hiện tại Manchester để cổ vũ cho Kana, thời điểm mà cô con gái của ông còn thi đấu cho đội nữ của Man United. Telegraph tiết lộ giới chủ Chelsea lên kế hoạch mua lại một đội bóng của Bologna trong thời gian tới. Napoli cùng với huấn luyện viên học viện Neubat và người đại diện Jorg Mendes đã có buổi gặp mặt vào tháng 6 để thảo luận về các vấn đề trên. Không rõ Jorg Mendes sẽ trực tiếp tham gia kế hoạch này hay chỉ đóng vai trò cố vấn. Huấn luyện viên Neubat chịu trách nhiệm tìm kiếm những câu lạc bộ tiềm năng để nhận được sự đầu tư. Sau khi Chelsea hoàn tất việc thâu tóm đội bóng, ban huấn luyện có thể gửi những cầu thủ trẻ đến đây để thi đấu và tích lũy kinh nghiệm. Đây là cách làm phổ biến mà Leipzig hay Manchester City đang áp dụng để tận dụng nguồn lực của các cầu thủ trẻ. Trong một ngày thi đấu thăng hoa, Hoàng Đức đã tỏa sáng với cú đúp bàn thắng giúp Viettel đánh bại Nam Định với tỷ số 4-0. Hai bàn thắng còn lại được ghi gia công của Giovanni và Hoàng Minh. Thất bại này khiến Nam Định không thể chủ quan ở những vòng đấu cuối. Hiện họ chỉ đang xếp thứ 10 với 16 điểm, hơn 4 điểm so với đội cuối bảng là Sài Gòn. Tuy nhiên, sau màn tỏa sáng rực rỡ trên sân nhà, Hoàng Đức đã gặp phải chấn thương trong những phút cuối hiệp 1. Hiện chưa rõ mức độ chấn thương của tiền vệ này. không loại trừ khả năng Hoàng Đức sẽ không thể tập trung đội tuyển quốc gia trong những ngày tới. Trong buổi họp báo sau trận, huấn luyện viên PSG cho biết: "Chúng tôi sẽ kiểm tra kỹ hơn chấn thương của Hoàng Đức. Đức sắp lên tuyển Việt Nam, nhưng quyết định giữ cậu ấy ở lại điều trị hay không thì không phải do tôi quyết định."